Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review Meiji sữa thanh số không cho bé từ 0, 1 tuổi 27 gam nhân 24 thanh giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí mây sữa thanh số không cho bé từ 0, 1 tuổi 27 gam nhân 48 thanh, sữa mây thanh số không Nhật Bản dạng thanh 48 thanh là loại sữa Nhật bổ ích nhất dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi. Giúp tăng cường dinh dưỡng cho trẻ được lớn lên, mẹ cũng sẽ có những trải nghiệm từ những đặc điểm tiêu biểu nhất cho trẻ hấp thụ và học hỏi được an toàn và ổn định nhưng lại rất nhanh tan khi pha với nước. Tiện dụng cho các mẹ khi đi chơi cùng em bé. Sữa được đánh giá là tương đối giống sữa mẹ, nhạt thơm giúp bé tiêu hóa tốt hơn. Sữa bổ sung DHA ARA rất tốt cho sự hình thành tế bào não bộ cũng như khả năng tư duy của bé. Bên cạnh đó, sữa còn cung cấp các loại khoáng chất và vitamin như vitamin A, D, B1, B12, kẽm, sắt, canxi, Magie theo một tỷ lệ cân bằng, đảm bảo sự phát triển toàn diện của bé. Đặc biệt, sản phẩm được thiết kế dạng thanh giúp mẹ dễ dàng mang theo khi đi xa, đi chơi và về nội ngoại. Công dụng chính của sữa thanh số không cho bé từ không, 1 tuổi mây bổ sung đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất cho bé phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn trí tuệ. DHA, canxi, vitamin D, sắt, kali, sữa mát, phòng táo bón cho trẻ, tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Thành phần của sữa thanh mây sữa mây số không dầu sắt, canxi, vitamin D và các loại khoáng chất. Vitamin thiết yếu cần thiết cho hệ xương, giúp còi xương, tăng chiều cao tối đa, fructuligosaccharide nucleotide và torin giúp tăng cường hệ miễn dịch và gia tăng hình thành các vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Thành phần fructuligosaccharide FOS giúp bảo vệ các vi khuẩn có lợi trong đường ruột tăng khả năng hấp thu và trao đổi chất. Kích thích bé ăn ngon miệng và lên cân tự nhiên, đồng đều, đặc biệt sữa giúp chống táo bón cho bé vô cùng hiệu quả. Sữa Meiji số không có bổ sung vitamin C giúp tăng cường hấp thu sắt tăng sự miễn dịch đặc biệt sữa được bổ sung DHA, Docosahexaenoic acid, giúp tăng trưởng trí não và phát triển võng mạc mắt cho trẻ. Hỗ trợ tối đa sự phát triển tự nhiên của trẻ nhỏ, đối tượng sử dụng sản phẩm, sữa thanh Meiji số không phù hợp với trẻ từ 0, 1 tuổi. Giới thiệu về thương hiệu Meiji, Meiji là thương hiệu Nhật Bản được thành lập từ năm 1917. Với hơn 100 năm lịch sử cũng là hơn 100 năm đồng hành cùng sữa. Meiji mang lại những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhất, đạt tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản. Meiji luôn tin tưởng rằng việc nghiên cứu mang đến những sản phẩm ngày càng chất lượng hơn, cống hiến cho sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc của con người. Các sản phẩm của Meiji thích hợp với từng lứa tuổi, có mặt tại khắp nơi trên thế giới với khẩu vị thích hợp cho người tiêu dùng tại nhiều quốc gia.